Hello students, I'm teacher Hiền from Seoul English Center. Xin chào các bạn học sinh thân mến, cô là Thu Hiền, giáo viên tiếng Anh đến từ trung tâm ngoại ngữ Seoul English. Welcome to Miss Hiền English class. Today we keep correcting the... Okay, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chữa phần đề thi giữa học kỳ 2 chương trình tiếng Anh lớp 9 nhé. Ok, cô Hiền đã có những bài về các chuyên đề rồi. Thì hôm nay cô Hiền sẽ có phần bài đó là chọn lọc những đề thi mà các con đã thi học kỳ 2 tiếng Anh lớp 9 vừa rồi. Và cô Hiền chữa một đề mẫu cho các bạn để các bạn có được những kỹ năng làm bài tốt hơn, cũng như là gì ôn tập lại kiến thức, tổng hợp lại kiến thức từ đầu học kỳ 2 đến bây giờ nhé. Chúng ta hãy cùng đi vào đề chi tiết nào. Let's go. As normal, we start with the part A, phonetics. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần đầu tiên là phần A, đó là phần phát âm cho cô nhé. Phần phát âm thì chúng ta sẽ có phần bài tìm từ có phần khác âm khác loại cho cô. Chúng ta đi chuyện luôn nhé. Bài tập đã quen thuộc, chúng ta đã học về tiếng Anh lớp 9 rồi mà. Number one, the answer is... Okay, the answer is B. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đáp án B. Bởi vì sao? Phần gạch chân ở đây là những từ gạch chân bằng gì ạ? Letter B. Và letter B sẽ có sao là gì? B, okay. B ở đây thì các từ đây đều có âm phát âm là B, labor, per, pill. Duy nhất cái từ ở đây chúng ta có letter B ở đây là plumber. Âm B ở đây là âm câm nhá, không có. Ok, âm câm. Plumber là gì? Thợ sửa ống nước đúng không? Number 2. Câu này cô nghĩ là rất là dễ, hầu các bạn sẽ làm được đáp án chính xác ở đây sẽ là anything. Anything. Ở đây âm thờ chúng ta sẽ đọc là gì? Ok. Còn ở đây thì chúng ta sẽ đọc là the weatherman. Then, pen, mother, okay? And number 3, cách phát âm của ED chúng ta đã gặp từ hồi lớp 7 rồi, lớp 8 và bây giờ lại lớp 9 chúng ta vẫn gặp cách phát âm của ED. Okay, và chúng ta sẽ có đáp án là, okay, number A, chúng ta sẽ có đuôi ED để đọc là gì? Đúng không? Refilled. Còn ở những đôi còn lại ở đây chúng ta sẽ đọc là stopped, reduced, dropped. Ok. And number 4. Cách phát âm của khi hai letter E và letter A đi cạnh nhau chúng ta sẽ có cách phát âm đó là hai cách phát âm đúng không? Thứ nhất là gì? Teacher, đó là âm Y gì ạ? Âm Y dài. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ có đáp án đó là ok, đáp án C chúng ta sẽ có ER đọc ở đây là âm E, spread, bread. Còn các từ còn lại là âm I dài, team, dream, ok. Ok, với phần bài tập này thì chúng ta chỉ cần phân loại cách đọc của các gì ạ? Cặp gì ạ? Cái đây là gì? Những từ có phần cặp chân giống nhau, đúng không? Ok, nhưng mà lại có phát âm khác nhau, chia thành hai nhóm cho cô nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Part B, grammar and vocabulary. Tiếp theo đó là phần ngữ pháp và kết hợp với phần từ vựng mà chúng ta đã học ở trong phần kiến thức đầu học kỳ 2 vừa rồi. Chúng ta sẽ có những bài tập như sau. Phần 1 sẽ là multiple choice, phần lựa chọn thôi. Now, number 1. Easter is a joyful festival that comes in early spring. Lễ phục sinh của chúng ta Easter là ngày lễ rất là vui vẻ và làm sao? Đây là kiến thức ngữ pháp liên quan đến phần đó là relative clause, phần mệnh đề quan hệ. Cô Hiền đã có một chuyên đề về phần này rồi đúng không? Các bạn có thể xem lại ở đây để chúng ta biết được chúng ta cần chọn đáp án gì. Ở đây dựa vào từ a joyful festival sẽ đóng vai trò là gì? Chủ ngữ ở trong phần mệnh đề quan hệ thì chúng ta sẽ chọn cho cô đó là từ which. Vì ở đây festival là vật chúng ta không thể chọn who cho cô nhá. Nếu là người thì chúng ta mới chọn who được. Còn đây là danh từ chỉ vật cho nên chúng ta sẽ chọn which. Ok. Về ôn tập lại phần mệnh đề quan hệ nhá.
phần mềm để quan hệ rất là quan trọng. Number two, they were having dinner. Dot I why. À, nối giữa hai mệnh đề đã thành một câu phức cho cô nào. Và mệnh đề đây chúng ta cần đó là gì? Một từ quan hệ, từ nối chỉ về thời gian. Chúng tôi đang ăn cơm thì bọn họ đang ăn cơm thì tôi đến. Bọn họ đang ăn cơm thì tôi đến thì chúng ta sẽ dùng từ. Ở đây là when. Nếu cả hai vế đều là tiếp diễn thì chúng ta mới dùng từ why. Trong khi ai đó đang làm gì thì trong khi ai người khác làm gì đó. Ở đây phải làm gì? Thời điểm xen vào thì chúng ta sẽ dùng từ when. Họ đang ăn cơm thì tôi đến. Khi tôi đến họ đang ăn cơm. Ok. Number three. Ok, cái này là phần liên quan đến cụm từ. À, ở đây sẽ có cụm từ giới thiệu là gì ở đấy. Thì chúng ta sẽ có là be proud of. Be proud of, tự hào về ai đó hoặc tự hào về cái gì. Sau of chúng ta sẽ có thể là danh từ hoặc là gì, một verb in cho cô nhé. Tự hào về bố tôi và yêu anh ta tôi rất nhiều, hoặc là tự hào về làm được gì đó, đúng không? Ok. Number four, Mrs. Y is generous to the poor. Dot C is not rich. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Cô ta rất là hào phóng với những người nghèo. Còn về còn lại, hào phóng thì thường tương nghĩa với một người làm cô ta rất là giàu nhưng cô ta không hề giàu. Thì chúng ta thấy ở đây là hai vế trái ngược nhau về nghĩa. Chúng ta sẽ chọn cho cô là even though, ok? However thì chúng ta sẽ phải có gì dấu phẩy cho cô nhé. Next, number five. My shoes are dirty. I'd better take them off before I come in. Ở đây chúng ta sẽ thấy ở đây là cấu trúc động từ cụm nhá. Ok, take cộng với giới từ gì nào? Giày của tôi bị bẩn rồi, tôi nên làm sao? Làm sạch chúng trước khi tôi làm sao? Đi vào. Muốn khi với khi đi vào nhà phải làm sao? Làm giày sạch, đúng không? Thì chúng ta sẽ có giới từ. Ở đây là take off. Ở đây là làm sạch chính là vì cởi giày ra thôi. Take off your shoe, đúng không? Ok. Bài phần tiếp theo là chúng ta sẽ có phần bài number 2. Why the correct form of verb in its bracket? Đó là bài chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, một bài rất là điển hình rồi. Ok, cô Hồng có giải thích nhiều, chúng ta đi vào chuyện luôn nào. Ok, number 1. Chúng ta sẽ có câu động từ cần chia ở đây là động từ visit. Và chúng ta sẽ có nhìn thấy cho cô phần size and pause. In this sentence is last weekend. Phần dấu hiệu nhận biết ở trong câu của chúng bài đưa ra chính là từ chỉ thời gian last weekend là cuối tuần trước, thì tương đương đó là thì. Good job. The past simple thì quá khứ đơn. Cho nên động từ chúng ta chỉ việc gì ạ? Thêm đuôi ý đi thôi. Visited. My class visited Uncle Home Mausoleum last weekend. Lớp tôi đã thăm lăng bác vào cuối tuần trước. Tương tự, number 2. Chúng ta sẽ có gì ở đây? Dấu hiệu nhận biết. Since. Đó là thì the present perfect tense thì hiện tại hoàn thành. Và ở dạng gì ở đây ạ? Có từ not the negative sentence. Câu phủ định cho cô. Câu phủ định thì chúng ta sẽ cần have not. Chúng ta sẽ viết tắt thành haven't met cô nha. Meet và chuyển thành met ở dạng phân từ 2 cho cô. Number 3. If we don't try to control pollution. Đây là câu gì ạ? Câu điều kiện. Câu điều kiện thì chúng ta thấy ở đây câu điều kiện là mấy trái. Ở đây là trái number one, câu điều kiện loại 1. Vì vế đầu tiên của chúng ta là ở thì present simple thì hiện tại đơn. Cho nên vế đằng sau sẽ là ở thì future simple, tương lai đơn cho cô. It won't be too late. Nếu chúng ta không cố để kiểm soát việc ô nhiễm thì việc đó sẽ trở nên làm sao? Quá muộn đấy. Number 4. My mother dot live Hà Nội for Ho Chi Minh City. Two days ago, the cyber is the thì quá khứ đơn. Ok, cũng tương tự với câu số 1 thì chúng ta sẽ có từ live chuyển thành động từ dạng quá khứ. Tuy nhiên live ở đây là một dạng động từ
bất quy tắc, cho nên chúng ta phải học thuộc hoặc là tra trong bảng động từ bất quy tắc theo cô. Đó là từ lẹp. Bố tôi đã rời thành Hà Nội để bay vào thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày trước đây rồi. Number 5. Every day, my sister walked to school. But today, cái phần này của bạn đã học rồi đúng không? Đó là phần cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn. Khi đang miêu tả gì ạ? Thói quen hàng ngày là cô ta đi bộ đến trường. Nhưng hôm nay chúng ta lại thấy cô ta lại đi bằng gì ạ? Bằng xe đạp. Thể hiện gì ạ? Một hành động xem là một thói quen, đúng không? Thì chúng ta sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn cho cô nhé. But today she is going by bike, okay? Mặc dù hàng ngày đi bằng bộ nhưng mà hôm nay lại sao? Lại đang đi xe đạp đến trường đấy. Các bạn ghi nhớ cách sử dụng này nhé. Nhất là nhiều bạn quen như cô và vẫn chia là thì hiện tại đơn là sai đó. Tiếp đến phần bài exercise number 3 ở đây là chúng ta sẽ có gì ạ? Chia dạng đúng của từ ở trong ngoặc. Lúc trước là từ là chia động từ theo thì. Còn bây giờ chúng ta chia dạng đúng của từ. Chúng ta sẽ có các dạng từ. Các bạn nhớ là cách sử dụng nào? Thứ nhất là dạng tính từ sẽ đặt ở đâu? Tính từ đặt sau động từ to be hoặc là đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ này. Còn gì ạ? Trạng từ sẽ đặt sau ở đâu? Về ôn tập lại cái phần này nhá, cô Yến sẽ có một chuyên đề sâu hơn về các dạng từ ở trong tiếng Anh hay là gì? Phần danh từ đặt ở đâu, vị trí như thế nào cho phù hợp đúng không? Ok, exercise number 1. Chúng ta sẽ cần loại từ gì đây? Đầu tiên công việc các bạn trong làm bài tập này đó là xác định loại từ cần điền. Test of New Year holiday is the most important that for Vietnamese people. Important ở đây là tính từ quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ cần một danh từ. Danh từ chính ở trong này. Phần vị ngữ quan trọng của cái gì? Ở đây chúng ta sẽ có từ trong ngoặc là celebrate. Đó là động từ. Đó là ăn mừng đúng không? Tổ chức. Thì chúng ta bây giờ là gì? Sự kiện ăn mừng của người Việt Nam. Sự kiện ăn mừng quan trọng. Thì chúng ta sẽ biến đổi celebrate trở thành danh từ. Phải biết nào? Good job. Chính là celebration. Celebration nhớ cơ. Ok. Number 2. Follow the instructions on the back of the packet. How? Hãy làm sao? Đây là một câu mệnh lệnh. Hãy làm sao theo hướng dẫn ở đằng sau của cái cuốn này. Một cách gì ạ? Cẩn thận, chúng ta sẽ cần ở đây là một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ follow. Hãy làm theo một cách cẩn thận. Chúng ta sẽ có từ carefully. Careful là tính từ, chúng ta thêm đưa ly tạo thành carefully. Đó là trạng từ nhé. Number 3. The tsunami, earthquake and typhoons. Đây là gì? Những thảm họa thiên nhiên. Chúng ta có từ disasters, đó là thảm họa rồi. Chứ chúng ta còn từ thiên nhiên. Natural, đây là danh từ rồi. Natural, thì bây giờ chúng ta cần tính từ natural, ok? Natural. And number 4. That the meat associated with Easter is lamb. Loại thịt mà chúng ta luôn liên tưởng đến lễ phục sinh đó là sườn cừu đúng không? Thịt cừu, ok? Thịt cừu ở đây thì chúng ta sẽ có từ làm sao? Một cách truyền thống thì chúng ta sẽ nói đến, ok, trạng từ traditionally, ok? Theo một cách truyền thống đúng không? Ok, cô Hiền hướng dẫn các bạn làm cái dạng bài đó. Rất là nhiều bạn khó khăn trong việc làm dạng bài đó, chia dạng đúng một từ. Vì chúng ta phải học một từ, phải phân biệt ra động từ, danh từ, tính từ và xác định từ cần điền chúng ta là loại từ gì. Ok, phải tập khá nhiều khó khăn cho các bạn đúng không? Ok, nhưng không sao, chúng ta chỉ cần luyện tập nhiều là chúng ta có thể làm dạng bài đó tốt. Tiếp theo với phần bài tập số 4 ở đây là bài tìm lỗi sai ở trong câu. Bình thường cô thì sẽ yêu cầu chúng ta phải sửa lại, nhưng đề bài chỉ ở đây yêu cầu đó tìm lỗi thôi. Phần bài số 1, câu số 1 ở đây, chúng ta sẽ có lỗi sai trong câu này là gì ạ? Đây là câu hỏi với câu điều kiện loại 2 đúng không? Vì các bạn nhìn thấy út cộng với động từ nguyên thể này. Thì rõ ràng, về với if thì động từ phải chia ở dạng thì quá khứ, đúng rồi.
Ok, thì chúng ta sẽ có đáp án ở đây sai chính là C, have. Chúng ta phải sửa thành had, ok? Have chuyển thành had ở dạng quá khứ đơn nhé. Number two, what about that? Ở đây chúng ta sẽ tìm lỗi sai ở đây là gì? Chính là đừng cô vừa không muốn đọc đúng không? Chính là gì? Be, vì sau gì ạ? À, động từ ở đằng sau giới từ about. What about câu đề xuất cái gì thì cộng với gốc in đúng không? Thế còn về việc sử dụng sandwich thì sao đúng không? What about using public buses? Ok. Nhớ nhá, câu đề xuất vấn đề gì what about cộng gốc in cho cơ. Tiếp theo, number 3, câu số 3 thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy lỗi sai ở đây là gì? We were young and inexperienced. Chúng tôi còn trẻ và làm sao? Không có kinh nghiệm. Chúng ta sẽ có lỗi sai ở đây đó là B. Tuy nhiên đúng không? Vì việc tròn trẻ và không có kinh nghiệm cho nên lại làm sao? Mắc rất nhiều lỗi chúng ta phải là gì? Sâu ở đây chúng ta sẽ tìm từ sâu. Nên chúng tôi mắc rất là nhiều lỗi. Bài trong phần đó là phần conjunctions, những từ nối, ok? Oh, tiếp theo next, phần bài B, bài C, reading. Phần thứ ba đó là phần bài đọc. Ok, chúng ta vừa kết thúc phần grammar and vocabulary rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kỹ năng reading nào. Bài này sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là đó là tìm, ok, điền từ vào chỗ trống, fill the missing words. Và phần thứ hai là answer the questions. Chúng ta sẽ phần đi vào phần đầu tiên trước. Phần fill the missing words trước. Sau phần đó thì chúng ta đã hiểu hầu hết nội dung của đoạn văn rồi. From as with them because. Ok. Nghe có vẻ hơi khó hiểu phần đề bài một chút đúng không? À, phần title, phần tiêu đề của đoạn văn. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vào phần nội dung luôn nhé. Everyone wants to reduce pollution. Mọi người mà muốn làm sao giảm thiểu sự ô nhiễm. Ok. But pollution problem is chúng ta sẽ có điền từ ở đây là gì? Vấn đề ô nhiễm là vấn đề mà làm sao rất là phức tạp bởi vì nó rất là nghiêm trọng. Chúng ta sẽ có từ as complicated as is issue. Đây là câu so sánh ngang bằng. Vấn đề ô nhiễm thì làm sao phức tạp cũng như cái sự nghiêm trọng của nó. It is complicated. Much pollution is caused. Chúng ta sẽ điền từ dưới đây. Fighting the benefits. Có nhiều cái gì mà được gây ra bởi những thứ mà làm sao? Làm lợi cho con người. Đó chính là gì? Bởi vì, đúng không? Rất là nhiều sự ô nhiễm làm sao được gây ra bởi là gì? Do con người chúng ta tạo ra thôi. For example, it's harsh. Những cái khí thải từ gì ạ? Những cái phương tiện di động gây ra gì ạ? Lượng lớn phần trăm khí ô nhiễm, ví dụ như xe mô tô hay là gì, xe cars đúng không? Hay bus, tất cả những cái đó đều xảy ra khí gây ô nhiễm môi trường. But automobile provides transportation millions of people. Nhưng mà chúng ta không thể thiếu được gì ạ? Sử dụng các phương tiện di động để chúng ta làm sao di chuyển hàng ngày đúng không? Đi làm, đi học đúng không? Factories destroy most of the material. Thêm vào đó là gì? Các nhà máy sản xuất thì cũng làm sao thải ra những cái gì ạ? Chất liệu gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta sẽ dùng từ wood. Và từ ở đây chúng ta sẽ có đó là large number of. Cái này thì là cụm từ rồi, number of, con số lớn của con người đúng không? Đó, thải vào không khí và nước rất là nhiều chất thải gây ô nhiễm. Nhưng mà làm sao những nhà thả máy này thì cung cấp việc làm cho rất là nhiều người chúng ta cần việc làm để làm sao sinh sống và phát triển đúng không? Too much fertilizer, pesticide. Fertilizer ở đây là gì? Chính là phân bón và thuốc trừ sâu pesticide ở đây. Can ruin soil, có thể làm sao hủy hoại vấn đề đất cát của chúng ta. Nhưng mà làm sao những phân bón và thuốc trừ sâu thì rất là quan trọng trong cái việc gì ạ? Phát triển vụ mùa của chúng ta, growing of crops, ok? Do vậy, trust, để mà làm sao
kết thúc hay là giảm thiểu cái việc ô nhiễm ngay lập tức, mọi người phải làm sao dừng việc sử dụng những cái chất trên như là gì, thuốc trừ sâu hay là phân bón. Cái việc này thì lại làm sao benefit, làm gì lại làm gì lợi cho chúng ta, đúng không? Most people do not want to do that. Tại vì chúng ta đang có gì nguồn lợi rất là lớn về việc sử dụng đó, cho nên không muốn dừng lại. Nhưng mà việc ô nhiễm có thể làm sao ngay càng giải thả đi một vài theo những vài cách khác nhau. Chúng ta có thể suy ra những cái phương pháp khác nhau để làm sao giảm thiểu sự ô nhiễm. Các bạn có nghĩ ra không? Hãy để ra cho cô Hiền nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi nhé. Trả lời câu hỏi bình thường thì cô Hiền sẽ yêu cầu các bạn đó là đọc câu hỏi và làm sao tìm ngược lên thông tin của đoạn văn. Nếu mà chúng ta sẽ không có phần bài 1, đó là phần là fill the missing word, thì chúng ta sẽ làm đọc câu hỏi và tìm ngược lên thông tin thì rất là nhanh. Chúng ta không phải mất 2 lượt để đọc đoạn văn. Tuy nhiên chúng ta đã có phần kia thì chúng ta sẽ làm kia trước rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng nắm được khá rõ nội dung của đoạn văn rồi. Chúng ta trả lời câu hỏi luôn nhé. What is the passage about? Đoạn văn có nội dung về gì ạ? About the pollution. Rất là dễ rồi. Why is the pollution problem complicated? Tại sao vấn đề này lại rất là phức tạp? Bởi vì làm sao? Câu số 2 đúng không? Because mass pollution is caused by things that benefits people. Bởi vì vấn đề ô nhiễm môi trường là được gây ra bởi những cái tác động làm sao có lợi cho con người chúng ta. Number 3. Do factory discharge a lot of material that pollutes the water? Có phải các nhà máy thải ra những chất mà làm sao gây ô nhiễm cho nguồn nước không? Yes, of course. And number 4, what would people have to do if they want to reduce pollution? Theo các bạn thì chúng ta sẽ phải làm gì để giảm thiểu ô nhiễm nào? People would have to stop using many things that benefit them. Ok, có thể là chúng ta phải dừng việc sử dụng rất là nhiều thứ mà đang có lợi cho chúng ta bây giờ, từ việc gì? Thuốc trừ sâu này, thuốc trừ sâu, pesticide, ok, hoặc là phân bón, fertilizer, ok, fertilizer, ok. Phần đoạn văn thì cô Hiền đã kết thúc nhanh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bạn D, writing, phần viết nào. Phần viết ở đây thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ có dạng bài đó là viết lại câu giữ nguyên nghĩa, thì yêu cầu chúng ta phải làm sao sử dụng các cấu trúc đa dạng trong tiếng Anh. Ok, chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. The author has written a special edition for children. Tác giả đã viết một cái gì ấn phẩm đặc biệt dành cho trẻ em. Ở đây chúng ta có từ gợi ý là a special edition ở đây. Như bạn nhìn thấy ở đây, special edition chính là phần tân ngữ ở trong câu mà đề bài đưa ra, thì chúng ta lại chuyển thành chủ ngữ ở trong câu mà chúng ta viết lại. Thì chúng ta ở đây là câu ở dạng viết lại, còn ở dạng passive voice, câu bị động. Ok, câu bị động. Và chúng ta xác định câu bị động của thì gì đấy? Thì hiện tại hoàn thành, has written, thì chúng ta sẽ có a special edition has been written. Đúng rồi, công thức has been written. Và thêm nguyên phần còn lại thôi, by the author, bởi tác giả đó. Ok, chúng ta cố gắng phân tích như cô Hiền làm, thì các bạn sẽ biết được chúng ta sẽ cần viết lại câu ở thể loại nào cho chính xác nhé, mà theo gợi ý của đề bài đưa ra. Number 2, she went to bed early because of his sickness. Because of cộng với danh từ. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở dưới là because she. Chúng ta muốn là because cậu ở đây là cộng với một mệnh đề, thì chúng ta sẽ gọi gì? Because she was sick. Đúng rồi, bởi vì cô ta bị ốm, chứ không phải là bởi sự ốm đau của cô ta nữa. Bởi vì cô ta bị ốm cho nên cô ta đi ngủ sớm. Câu này thì rất là quen thuộc, các bạn có vẻ làm rất là nhiều lần rồi. Hay với các cấu trúc của because này, có gì nữa nhỉ? Instead of, thay vì này. In the result of, đúng không? Ok. Number 3, chúng ta sẽ có Mrs. Brown has just bought a car. Bà Brown vừa mới mua một cái ô tô, và cái ô tô này rất là gì? Fast and modern, rất là nhanh và hiện đại. Thì làm sao chúng ta cần gì ở đây? Ở đây ghép hai câu đơn thành một câu. Với cả đây chúng ta sẽ dùng mệnh đề quan hệ.
Relative clause, đúng rồi, chính xác. Thì chúng ta vẫn để quan hệ ở đây với phần đó là a car và the car, đúng không? Là hai từ trùng khớp với nhau. Chúng ta sẽ dùng mệnh đề quan hệ với with to go. Okay? Mrs. Brown has bought a car which is very fast and modern. Là Brown vừa mới mua một cái ô tô. Cái ô tô mà đó rất là nhanh và đẹp. Okay? Number four. What about training the guests of meeting again? Miss Nick said. Ở đây chúng ta sẽ dùng lại câu với suggested. Miss Nick suggested. Câu có nhà nhà đó là câu gì? À, câu trực tiếp. Ở đây là một câu hỏi trong câu trực tiếp. Bây giờ chúng ta chuyển thành suggest, đề xuất việc gì? Đúng không? Sử dụng suggest và what about cũng là câu đề xuất mà. Thì chúng ta chỉ việc cần gì? À, suggest cộng với verb in thôi. Chúng ta chỉ cần nói gì ạ? Miss the need. Rất là dễ chứ còn bạn không cần phải chuyển sang câu gián tiếp đâu nhá. Mất thời gian, chúng ta chỉ cần sử dụng cấu trúc câu với động từ suggest thôi. Suggest cộng verb in, đề xuất cái gì? Thay cho cụm từ what about cộng verb in nhá. Mr. Nick suggested training the days of the meeting again. Mr. Nick đề xuất việc gì? Thay đổi ngày của cuộc gặp mặt. And number 5. Many few enjoy feeding fish every morning. Cháu của tôi làm sao rất thích việc cho cá ăn vào mỗi buổi sáng. Chúng ta sẽ có động từ enjoy cộng vọng in, yêu thích làm việc gì. Nhưng mà đề bài lại yêu cầu viết với cụm đó là is interested cộng với từ gì? Chính xác, in cụm từ be interested in cộng vọng in, thích làm việc gì đó, được không? Okay, my nephew is interested in feeding fish every morning. Okay, cháu tôi rất là hứng thú, yêu thích cái việc làm sao cho cá ăn vào mỗi buổi sáng. Chúng ta viết lại câu thôi. Okay, cái phần bài viết lại câu này yêu cầu các bạn phải sử dụng các cấu trúc mà chúng ta đã học một cách linh hoạt nhé. Okay. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần chữa bài thì giữa học kỳ 2 tiếng Anh lớp 9 rồi. Các bạn có còn thêm những câu hỏi thắc mắc gì mà trong phần bài đề thi của cô Hiền mà chưa có trong dạng đề thi của các bạn thì hãy gửi câu hỏi đến địa chỉ mail của Hiền nhé. Ok, còn các bạn thì có vấn đề gì mà muốn băn khoăn nhiều hơn nữa mà chưa được giải đáp thì các bạn có thể yêu cầu cô Hiền làm những cái video chữa chi tiết hơn và giải thích sâu hơn cho các bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ like, share phần video cho cô Hiền nhé, để cô Hiền làm thật nhiều video nữa giúp các bạn học tập tiếng Anh tốt hơn nhé và đạt những điểm cao 9 và 10. Hẹn gặp lại các bạn. See you later.